Team game mới tới 2 game. Hàng loạt Hobbit, đấu sĩ và pháp sư bị giảm sức mạnh chính là cơ hội cho sự trở lại mạnh mẽ của những tướng xạ thủ hỗ trợ mang thiên hưởng gánh team trở lại trong Liên minh huyền thoại 9.12. Phiên bản lần này mang lại khá nhiều thay đổi tinh tế cho cả hai vai trò AD Carry và hỗ trợ. Những thay đổi này sẽ tạo nên những bước ngoặt mới trong việc ai là người đứng đầu đứng dưới. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với top 5 bộ đôi song kiếm Hobbit tàn sát được đứng dưới trong phiên bản 9.12. Saya và Rakan. Được thiết kế, sinh ra để dành cho nhau nên không có gì ngạc nhiên khi sức mạnh tổng hợp giữa Saya và Rakan luôn được đánh giá cao hàng đầu trong Liên minh huyền thoại. Lý do vì sao Saya và Rakan mạnh khi đi cùng nhau có lẽ không cần phải giải thích thêm nữa, nhưng vì sao bộ đôi này đến phiên bản 9.12 mới được góp mặt trong danh sách này? Như đã nói ở trên, phiên bản 9.12 đem đến khá nhiều thay đổi tinh tế cho cả hai vai trò AD Carry và hỗ trợ. Điều này khiến cho những lựa chọn hàng đầu không còn quá mạnh như trước nữa. Và đó là cơ hội để Saya và Rakan, hai vị tướng đang làm rất tốt vai trò của mình khi đi riêng lẻ, trở nên mạnh hơn khi được kết hợp cùng nhau. Caitlyn và Morgana. Caitlyn là vị tướng xạ thủ gây ra rất nhiều áp lực đi đường giai đoạn đầu game nhờ vào sải tay dài với lượng sát thương khủng khiếp cô ta có thể gây ra lên những mục tiêu đang bị giữ cố định. Khả năng gây sát thương này còn được gia tăng thêm trong phiên bản 9.12 với việc cô được bắp sức mạnh công kích cơ bản từ 58 lên 60. Trong khi đó, Morgana lại là vị tướng hỗ trợ cung cấp khả năng trói chân, cố định mục tiêu tốt nhất thời điểm hiện tại. Chưa kể đến khả năng cấu rỉa máu cũng như khả năng bảo kê tốt với chiêu E khiên đen của mình. Một khi kẻ địch trúng quy của Morgana hay đạp phải bẫy judo của Caitlyn, ngay lập tức cả tấn sát thương sẽ đổ lên đầu hắn ta đủ để thổi bay 3/4 cây máu. Thậm chí đủ sức khiến hắn ta có thể lên bảng đếm số nếu còn thấp máu. Draven và Thresh. Draven đang là một trong những AD Carry mạnh nhất trong game thời điểm hiện tại và một mạng hạ gục sớm giai đoạn đầu game có thể giúp hắn ta dễ dàng lăn cầu tuyết, từ đó kiểm soát toàn bộ trận đấu. Hắn ta cần một hỗ trợ mạnh ngay từ những cấp độ đầu tiên giúp hắn ta tạo ra những áp lực cần thiết và tạo điều kiện giúp hắn ta ăn mạng hạ gục càng sớm càng tốt. Thresh chính xác là những gì Draven đang cần ở một người hỗ trợ, khả năng mở giao tranh ngay từ cấp độ 1, 2
cùng lượng sát thương từ những đòn đánh thường giai đoạn đầu game của Thresh có thể đem lại lợi thế tuyệt vời cho Draven. Thêm vào đó, khả năng đóng giao tranh và bảo kê tuyệt vời của Thresh còn giúp bù đắp tốt cho khuyết điểm thiếu cơ động mà Draven gặp phải do không có kỹ năng chạy trốn. Và Nami. Sau đợt tăng sức mạnh hồi phiên bản 9.10, Sivir nhanh chóng leo lên một trong những vị trí hàng đầu cho vai trò AD Carry, có tần suất xuất hiện dày đặc trong các trận đấu chuyên nghiệp. Thêm vào đó, việc tăng sức mạnh cho Caitlyn đem cô ta xuất hiện nhiều hơn ở đường dưới, cũng đồng thời giúp Sivir được lựa chọn nhiều hơn do khả năng hồi mana vô tận mỗi khi bật E đạp bẫy Yudo. Tất cả những gì Sivir cần là một giai đoạn đi đường an toàn, nếu xanh được thì càng tốt. Nami cung cấp sự hiện diện lớn trong giai đoạn đi đường nhờ khả năng hồi phục và cấu rìa máu, đồng thời có thể mở giao tranh lẫn đóng giao tranh cực kỳ tốt với cả hai chiêu Q và R của mình. Sivir rất phù hợp với bộ chiêu thức của Nami do tính chất cấu rìa máu và đầy lính của cô. Khi đi cùng nhau, Sivir có thể trụ đường lâu hơn, thoải mái farm lính tích đồ, trong khi Nami có thể tận dụng những sai lầm của đối thủ một cách hữu hiệu nhất. Jinx và Nautilus. Jinx hiện đang là xạ thủ có tỷ lệ thắng cao nhất trong game, trong khi Nautilus dù mới bị giảm sức mạnh, song vẫn là một lựa chọn cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại. Điều đó khiến cho sự kết hợp giữa hai tướng này trở thành một mối đe dọa đầy tiềm năng ở khu vực đường dưới. Jinx cực kỳ mạnh khi có đủ đồ, trở thành một mục tiêu rất khó tiếp cận và gây ra một lượng sát thương cực lớn. Nautilus không chỉ tạo điều kiện giúp Jinx đạt ngưỡng sức mạnh nhanh hơn mà còn cung cấp áp lực tiêu diệt lớn trong giai đoạn đi đường. Khả năng trói chân, kéo, làm chậm và hấp tung diện rộng cùng khả năng chống chịu tốt với viên ngọc dư chấn giúp Nautilus trở thành bức tường thành vững chắc để Jinx thoải mái đứng sau xả sát thương cháy máy. Vậy theo bạn, đâu là cặp đôi song sát nhất ở đường dưới hiện nay? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!